thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, các bà mẹ Việt Nam nói chung, bà mẹ Hà Bắc nói riêng, đây là Bắc Giang quê ta, đã từng vá áo cho các chiến sĩ trên mọi mặt chiến trường. Vào đầu năm 1973, có một lần nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ông về công tác tại tỉnh Hà Bắc. Ông nhìn thấy hình ảnh của người mẹ vá áo cho các chiến sĩ, cứ được chiếc áo nào thì lại chuyển vào giao thông hào. Thế đấy, ông vô cùng xúc động. Ông đã sáng tác ra bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa để tặng các bà mẹ Bắc Giang và tặng riêng cả các bà mẹ Việt Nam. Hôm nay, câu lạc bộ chúng tôi xin trình bày tiểu phẩm của bài hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa. Bắc Giang quê tôi, nước sông Thương xanh biếc, dãy tre xanh nâng chiếc bóng mẹ ru. Trận vòng mưa lá vì trắng cho má
tình ca biển bạc đồng xanh.